Vòng loại quốc gia cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2015 đã chính thức khai mạc tại đồng loạt 6 cụm thi trên toàn quốc, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Huế và An Giang. Cụm thi thành phố Hồ Chí Minh gồm các đội tuyển đến từ 7 tỉnh thành: thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An và Tây Ninh. Cuộc thi năm nay thu hút hàng trăm ngàn thí sinh từ các trường cao đẳng, đại học và trung học trên cả nước để tuyển chọn 1.500 thí sinh đại diện cho 260 đội tuyển của các trường tham dự vòng loại quốc gia. Ở vòng loại, các thí sinh sẽ thi bài đánh giá kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office như Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010. 50 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi nội dung thi sẽ giành được quyền đi tiếp vào vòng chung kết quốc gia vào ngày 24 tháng 5 năm 2015. 3 thí sinh đoạt giải nhất quốc gia tại 3 nội dung thi sẽ trở thành đại sứ MOS Việt Nam năm 2015 và đại diện cho Việt Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết thế giới được tổ chức tại Dallas, Texas, nước Mỹ từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2015. Vòng loại quốc gia cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới 2015 đã chính thức khai mạc đồng loạt tại 6 cụm thi trên toàn quốc, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Huế và An Giang. Cụm thi thành phố Hồ Chí Minh gồm các đội tuyển đến từ 7 tỉnh thành: thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An và Tây Ninh. Cuộc thi năm nay thu hút hàng trăm ngàn thí sinh từ các trường cao đẳng, đại học và trung học trên cả nước để tuyển chọn 1.500 thí sinh đại diện cho 260 đội tuyển các trường tham dự vòng loại quốc gia. Ở vòng loại, các thí sinh sẽ thi bài đánh giá kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010. 50 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi nội dung thi sẽ giành được quyền đi tiếp vào vòng chung kết quốc gia vào ngày 24 tháng 5 năm 2015. 3 thí sinh đoạt giải nhất quốc gia tại 3 nội dung thi sẽ trở thành đại sứ MOS Việt Nam năm 2015 và đại diện cho Việt Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết thế giới được tổ chức tại Dallas, Texas, Mỹ từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2015.